Xin mình chào tất cả các anh em, cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn làm một video để giới thiệu một mẫu sản phẩm mới của Tùng Nguyễn. Trước màn hình đây là một cặp bát 30 neo LG côn 76 cho tiếng ca sáng, và hàng này là hàng đẹp. Thì hôm trước Tùng Nguyễn đã có một bác khách, bác ý nhờ bán hộ, thì Tùng Nguyễn đã thanh lý một cặp bát 30 LG rồi. Và hôm nay là Tùng Nguyễn nhập về để bán cho anh em với cái sản phẩm mới tinh, bát 30 neo LG côn 76. Và Tùng Nguyễn làm giá cho anh em cái cặp bát 30 LG này, giá mềm như bún luôn, 3.750.000, bao ship toàn quốc, 3.750.000 anh em nhé. Đấy, 3.750.000. Anh em nào mà có nhu cầu được cái dòng bát 30 neo LG thì liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio. Các bác đã biết cái dòng neo này rồi, rất nhiều cửa hàng bán đấy vào cái giá cũng không phải là thấp, nhưng mà Tùng Nguyễn làm cho anh em chỉ với 3.750.000 bao ship. Với cái cấu hình là màng sơn dầu chống nước côn 76, gân vải tẩm dầu 3 gân, anh em xem cấu hình của nó. Màng sơn dầu chống nước 3 gân vải tẩm dầu, anh em xem cấu hình cực đẹp. Côn 76 màng số CG, anh em bảo là ở Anh Quốc đây. Đâu rồi. Đây số CG màng nhập từ Anh Quốc. Con này là côn 76 từ leo. Con này thì Tùng Nguyễn cũng test nhạc rồi, tiếng ca của nó rất tốt. Đấy, dòng LG hàng xịn. Côn 76. Đây model của nó đây anh em nhé. Model. Model 12LD680 trở kháng 8 ohm. Con này là côn 76. Hàng này là hàng đẹp, nhưng mà Tùng Nguyễn làm giá mềm cho anh em nếu anh em có nhu cầu sử dụng. Đấy, 3.750.000 thôi, giá mềm, chất lượng. Tùng Nguyễn đã không làm cái mẫu này thôi, làm là làm cho anh em giá tốt để anh em sử dụng. Anh em nào có nhu cầu đến bát 25 thì liên hệ cho Tùng Nguyễn. Tùng Nguyễn có cả bát 25 nữa. Đấy, nhưng mà bát 25 thì Tùng Nguyễn đang làm cái mẫu leo, mã leo 25BM rồi, nó giá nó mềm. Còn nếu anh em nào có nhu cầu đến cái 25NG như thế này thì giá nó cao hơn. Đấy, nếu anh em nào có nhu cầu đến 25 thì liên hệ cho Tùng Nguyễn để Tùng Nguyễn báo giá. Còn cái mẫu này là mẫu 30 côn 76, giá mềm nhất Tổ quốc, giao cho anh em sử dụng. Chạm nhún đây, đấy, nhiều anh em xế rượu đây là chạm xịn đấy, Tùng Nguyễn cứ đi giới thiệu giống anh em thôi. Chạm nhún, chạm xịn từ leo ở bên trong côn 76, hàng xịn của LG. Tùng Nguyễn hôm nay xin khép lại video ở đây. Các bác nào có nhu cầu đến dòng bát 30 neo NG thì liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972068111. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tạm biệt anh em. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn nhé.